Giờ quét hết cả nhà rồi, đủ bằng này thôi, trả hết. Một túi. Tiền này sửa xe bao năm mới được bằng này đấy. Được, được. Có giá đấy. Có giá đấy. Đây. Đây. Đấy, phục vụ khách này. Đây, khách đây. Đây. Đây, điện thoại đây. Điện thoại đây rồi. Đấy. Hả? Em không đếm 100 này, 200 này, 300 này. Cứ mà tệp đấy 100. 400 này, 500 này. 600 này, 700 này, 800 này. 900 này. 1 triệu này. 1 triệu này. Đấy. Triệu 1 này. Triệu 2 này. Triệu 3 này. Triệu 4 này. Triệu 5 này. Triệu 6 này. Triệu 7 này. Triệu 8 này, triệu 9 này, 2 triệu này, chỗ này 2 triệu này. Đâu có một tiệp là tiệp 50 nhá, 950.000 mà. À thế à? Ở đây cho này có một tiệp là 50.000. Cứ 2 triệu đi. Ừ. Chỗ này 100. 100. 2 triệu này, 2 triệu 1 này, 2 triệu 2 này, 2 triệu 3 này, 2 triệu 4 này, 2 triệu 5 này, 2 triệu 6 này, 2 triệu 7 này, 2 triệu 8 này, 2 triệu 9 này, 3 triệu này. Chỗ này bao nhiêu anh? Một tiệp 1 triệu nữa. 3 triệu 9 này. 4 triệu, 5 triệu. 4 triệu, 5 triệu. Bởi vì trong này có một tệp 50 mà. 4 triệu 9, 50 mà. Ờ, 50, 5 triệu nha, đúng rồi. Một tệp là 4 triệu 9, 50. Cứ đếm đi, nếu mà tờ nào rách mà đổi thì anh đổi lại cho. Cứ đổi. Cứ đổi, anh đếm được thì em chắc. Cứ đếm đi, nếu mà rách anh đổi cho mà. Không, phải đổi. Anh gì đâu. Anh, em câu like phát. Câu like phát. Đấy. Đấy, em câu like. Đây. Điện thoại này, anh mua đến đây, A13 phải không? Của anh, điện thoại A13. Được rồi, em bỏ cái hộp phát. Câu like phát, điện thoại của anh A13. Rồi, ok. Anh đi em mua điện thoại cái.